Xin chào mọi người, đây là ngũ cốc dinh dưỡng ốc chó của thương hiệu Thảo Mộc 37, là sản phẩm chưa bao giờ ngừng hot trên thị trường. Và ngày hôm nay, duy nhất trong cái video này sẽ có cái chương trình cực kỳ ưu đãi cho cả nhà mình mà trong suốt 4 năm vừa qua chưa bao giờ có. Ngũ cốc dinh dưỡng ốc chó thì làm bằng hạt ốc chó, hạnh nhân, hạt điều, maca, y dĩ, hạt sen, vân vân. Làm từ 15 loại hạt dinh dưỡng cao cấp đạt chuẩn GMP và làm bằng công nghệ khép kín, an toàn, hiện đại, dành cho mẹ bầu, mẹ sau sinh hay là nam nữ già trẻ, tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng được tùy theo mục đích của mỗi người. Một hộp như thế này bình thường check giá niêm yết là 350.000 một hộp. Tuy nhiên ngày hôm nay duy nhất trong cái video này sẽ giảm giá từ 350.000 chỉ còn 250.000 một hộp. Đối với những ai mua 2 hộp thì sẽ có giá là 500.000 và miễn phí ship toàn quốc luôn cả nhà nhé. Ngũ cốc dinh dưỡng ốc chó này thì thay sữa bầu cho mẹ bầu. Mẹ bầu dùng thay sữa bầu sáng, trưa và tối. Mỗi ngày như thế sử dụng cho em là 3 cốc thì cam kết là con sẽ tăng cân đều và phát triển cân nặng cho con, trí nhớ cho con trong bụng mẹ luôn và không vào cân nặng của mẹ đâu ạ. Còn những mẹ sau sinh thì sử dụng cam kết là sau 2 đến 3 tuần thì sẽ gọi sữa về đều hơn, đặc hơn, thơm sữa hơn, ngậy hơn và không những cung cấp chất dinh dưỡng cho con mà còn giảm cân được cho mẹ từ 2 đến 3 kg sau 2 đến 3 tuần sử dụng. Cam kết nếu không như lời quảng cáo thì hãy gọi số điện thoại hotline ở trên vỏ hộp, công ty sẽ hoàn tiền 100% cho nhà mình luôn. Còn đối với những người già bị bệnh tim mạch hay là tiểu đường hay là mỡ máu, ăn không ngon, ngủ không ngon, da rẻ xấu xí thì hãy sử dụng luôn cho em một liệu trình ngũ cốc dinh dưỡng ốc chó này. Cam kết là sau 2 đến 3 tuần sử dụng, những cái bệnh tim mạch hay là mỡ máu hay là tiểu đường vân vân thì sẽ thuyên giảm cho mình 60-80% sau 2 đến 3 tuần sử dụng. Nếu không cam kết là không thuyên giảm từ 60-80% sau 2 đến 3 tuần sử dụng, cũng gọi số điện thoại hotline ở trên vỏ hộp, công ty cũng sẽ hoàn tiền 100% cho nhà mình luôn. Đấy, và đảm bảo cam kết là sau một liệu trình sử dụng như thế này, ăn sẽ ngon hơn, ngủ ngon hơn, đảm bảo sức khỏe cho mình hơn rất rất là nhiều. Còn đối với những trẻ em mà biếng ăn, lười ăn, ăn không ngon, ngủ không sâu giấc hay quấy đêm, khóc đêm thì hãy sử dụng cho em luôn ngũ cốc dinh dưỡng ốc chó này. Cam kết là sau 2 đến 3 tuần sử dụng, con sẽ ăn ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn và tăng cân đều hơn, trộm vía là da rẻ hồng hào, thông minh hơn nữa cho các con cả nhà nhé. Đối với những bé ăn dặm, ở tuổi ăn dặm thì chỉ cần cho con 1/2 thìa đến 1 thìa dặm vào đồ ăn dặm cho con cũng như là dặm vào cháo cho con để con phát triển đều đặn hơn, cân nặng đều đặn hơn và thông minh hơn, da rẻ hồng hào hơn cả nhà nhé. Đấy, em nhắc lại một lần nữa, duy nhất trong cái video này, duy nhất ngày hôm nay sẽ có cái chương trình vô cùng ưu đãi mà cam kết là ngoài video này và sau hôm nay sẽ không bao giờ có nữa, là mua một hộp giảm giá từ 350.000 giảm chỉ còn 250.000, mua 2 hộp thì sẽ có giá là 500.000 và miễn phí ship toàn quốc luôn cả nhà nhé. Đối với mọi người trước khi đi làm buổi sáng ấy, chỉ cần pha cho em một cốc như thế này, cốc dinh dưỡng ốc chó thôi, đảm bảo là sẽ nạp năng lượng cho mình hơn rất là nhiều và tăng cường trí nhớ cho mình, bổ sung sức khỏe cho mình rất là nhiều luôn. Mình cảm thấy là rất là năng lượng hơn trong cái hôm, trong cái buổi làm việc đấy luôn cả nhà nhé, nhờ với ngũ cốc dinh dưỡng ốc chó này. Đấy, người già trẻ nhỏ hay là nam nữ, phụ nữ đang mang thai hay là mẹ sau sinh đều có thể sử dụng rất là phù hợp với ngũ cốc dinh dưỡng ốc chó này, bổ sung chất dinh dưỡng cũng như là sức khỏe cho các bé hay là người già rất là nhiều luôn. Đấy, những cái tình trạng là da xấu hay là da nhăn nheo hay là da không đều màu thì cũng sử dụng uống cho em mỗi ngày 3 cốc sáng, trưa và tối ngũ cốc dinh dưỡng ốc chó này, giúp da đẹp hơn, trắng sáng, hồng hào và mịn hơn hẳn luôn cả nhà nhá. Đấy, nhanh tay để lại số điện thoại theo cú pháp số hộp cộng số điện thoại, em sẽ lên đơn hàng thành công chương trình khuyến mại sẽ không bao giờ còn nữa đâu cả nhà, trong cái video này và duy nhất trong cái ngày hôm nay luôn cả nhà nhá. Nhanh tay để lại số điện thoại. Trong cái quá trình sử dụng thì nhân viên cũng sẽ tư vấn và theo dõi mọi người trong cái quá trình sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại.